Thiết bị vòng xông nhiệt ngải cứu hồng ngoại của chúng ta bao gồm một thân máy. Thân máy sẽ chia làm hai phần. Phần ở trên là phần dành cho phần lưng, ngực, bụng và phần ở dưới sẽ dành cho phần chân. Tiếp theo sẽ là dây nguồn tổng. Kế đến sẽ là dây nguồn của thân máy để nối với các hộp nung ngải cứu. Để khởi động máy, đầu tiên chúng ta sẽ cắm dây nguồn vào hai thân máy. Sau đó chúng ta sẽ bật nút nguồn tổng. Ở phần trên sẽ là hiển thị thời gian. Chúng ta sẽ điều chỉnh thời gian. Tiếp đến sẽ là phần năng lượng nhiệt. Thì ở đây mức nhiệt của chúng ta sẽ có 3 mức: mức thấp, mức trung và mức cao. Tùy theo mỗi khách hàng mà chúng ta sẽ chỉnh cái mức độ nhiệt khác nhau. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành bấm cái nút khởi động. Khi bấm nút khởi động này thì cái phần năng lượng của cái ngải cứu sẽ được nung nóng và sẽ được tỏa ra. Kế đến là cái phần hồng ngoại. Phần hồng ngoại sẽ được tự động điều chỉnh và bật bên trong máy.